Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì số ca F0 là trẻ em gia tăng đột biến. Do đó mà nhiều gia đình đã lúng túng áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc như với người lớn. Tuy nhiên, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới nhất về chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà. Và trong đó thì lưu ý người chăm sóc không tự ý xông cho trẻ, không dùng thuốc kháng virus, kháng sinh hay kháng viêm. Đối với thuốc, cần có thuốc hạ sốt paracetamol, dùng đủ từ 5 đến 7 ngày. Thuốc cân bằng điện giải Orezone, gói bù nước, chất điện giải khác pha đúng liều. Thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc, đủ dùng từ 5 đến 7 ngày. Dung dịch nhỏ mũi natri clorua 0,9%, đủ dùng từ 5 đến 7 ngày. Hướng dẫn này lưu ý người chăm sóc không tự ý cho trẻ dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế, không xông cho trẻ. Khi trẻ có một trong các dấu hiệu sau, cần báo nhân viên y tế hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Về tinh thần, trẻ quấy khóc, không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc lì bì, hoặc co giật, sốt cao liên tục trên 39 độ C hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ. Trẻ thở nhanh hơn so với tuổi. Trẻ dưới 2 tháng khi thở lớn hơn hoặc bằng 60 lần một phút. Trẻ từ 2 tháng đến dưới 12 tháng khi thở lớn hơn hoặc bằng 50 lần một phút. Trẻ từ 12 tháng đến dưới 5 tuổi khi thở lớn hơn hoặc bằng 40 lần một phút. Trẻ thở bất thường, khó thở, thở phập phồng cánh mũi, co kéo họng ức, cơ liên sườn, mất nước, môi xe, mắt trũng, khát nước, đái ít, tím tái, SpO2 nhỏ hơn 96%, nôn mọi thứ, không bú được hoặc không ăn uống được. Trẻ mắc thêm các bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Cũng phải cung cấp thêm thông tin với quý vị và các bạn, đó là tỷ lệ diễn biến nặng ở trẻ mắc COVID-19 thấp hơn so với người lớn. Tuy nhiên, khi mà số lượng ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh thì số trẻ em diễn biến nặng cũng sẽ tăng lên. Và nếu như trước đây thì chỉ lẻ tẻ vài ca là trẻ em phải nhập viện, thì đợt này số lượng bệnh nhi tăng nhanh từng ngày. Có những ngày cao điểm, tới hơn 20 bệnh nhi được chuyển vào khoa nhi của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị. Và đa phần trẻ mắc COVID-19 phải nhập viện có triệu chứng như là sốt cao liên tục, ly bì, bỏ ăn, bỏ bú, co giật. Một số trẻ thì còn suy hô hấp.